Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Sữa Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Và em xin được trân trọng và giới thiệu tới anh em một mẫu xe Audi Q3 được sản xuất năm 2012, nhập khẩu nguyên chiếc Tây Ban Nha. Đây là một mẫu xe, cái form dáng và thương hiệu nó rất là sang. Một mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ ngồi, động cơ máy chỉ có 2.0 thôi, hộp số tự động là 6 cấp. Chiếc xe này thì còn rất đẹp anh em ạ. Không tai nạn đâm va, không ngập nước. Xe có lớp sơn màu trắng nguyên bản theo xe. Con này thì cửa hàng em đang chào bán mức giá là chỉ có 405 triệu đồng. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc anh em nhé. Bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Và chiếc xe này hiện tại giờ đang không có biển, bởi vì xe đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, anh em mà mua chiếc xe này của bên em về là các bác chỉ việc sẵn gọi là để ra tên thôi. Đấy, bên em sẽ làm hợp đồng nối là các bác có thể ra tên được rồi. Không cần phải đợi chờ 15 đến 20 ngày để hoàn thiện thủ tục rút hồ sơ nữa. Đấy, xe hoàn toàn là về chỉ 1-2 ngày hôm sau khi mà các bác chốt mua con xe này của bên em là các bác về là chỉ việc ra tên thôi. Các bác có thể nhìn thấy là cái cặp na răng là bác chủ xe đã lên một bộ na răng thể thao, nhìn xuyên thấu vào bên trong nộ ra cái hệ thống phanh, là hệ thống phanh đĩa và có phanh ABS trên dòng xe này rồi. Cái dòng này thì còn được rất là nhiều anh em đánh giá là một mẫu xe còn là sang trọng và nó có thể gọi là nhìn đẹp, có cái nét thiết kế nhìn khá đẹp, có thể nói là hơn cả những chiếc BMW và những chiếc Mercedes, nhìn rất là sang luôn, Audi Q3. Đó. Các bác có thể nhìn thấy là ở phía sau xe nhá, cổ bô là cổ bô kép này. Và hệ thống đèn hậu ở phía sau ấy, nó sử dụng đời 2012 nhưng mà nó đã sử dụng toàn bộ là hệ thống đèn LED. Có camera lùi nó và có cái gọi là cái đèn vào số lùi này này. Đấy, ở phần dưới dài 40 phân. Cái con này về form dáng tổng thành em đánh giá là nó cũng rất là đẹp. Đấy. Mà tầm tiền của nó chỉ có 405 triệu đồng thôi. Tầm tiền này thực sự là để kiếm được một mẫu xe nó sang trọng, và đặc biệt là con này thì nó lại gọn xe. Nếu đi trong thành phố thì nó quá tuyệt vời. Đi trong thành phố hoặc xe đi trong khu đô thị quá tuyệt vời luôn. Nó không quá là rộng và cồng kềnh, và nó không quá là nhỏ. Và nó không nhỏ thì chúng ta có thể ngồi được 5 người, với cái không gian nội thất nó rất rộng luôn. Một dàn lốp thì dàn lốp Michelin nhá. Dàn lốp Michelin thì còn tương đối dày anh em ạ. Dàn lốp Michelin còn tương đối dày. Và cái hệ thống cánh cửa này nó có chìa khóa smart key, vuốt vào một phát nó sẽ tự động đóng. Có giải đèn LED tích hợp trên xi nhan. Về hệ thống đèn pha của xe thì là hệ thống đèn pha thông minh và có những cái giải đèn LED định vị ban ngày, và có đèn bi, đèn gầm các thứ, cảm biến chống va chạm trước và sau. Đăng kiểm thì còn đến tháng 5 2024 nhá. Đó, xe thì các bác nhìn quá đẹp luôn. Đầu tiên thì chỉ có 405 triệu đồng thôi. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng vào bên trong nội thất của em nó nhá. Nội thất của chiếc xe này thì các bác nhìn thấy nội thất của nó hoàn toàn là nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Về ghế đằng trước bên phụ thì chỉnh cơ, có bơm hơi lưng, bơm hơi lưng ở phần lưng này. Đấy, và toàn bộ táp lô táp ly này còn rất mới luôn. Và cảm giác gõ vào nó rất là chắc lịch. Đấy, nó không bị ọp ẹp gì cả. Đấy, tất cả những cánh cửa còn rất là chắc chắn luôn. Và cái độ tươi này, từng cái độ tươi, cái chất lượng nhựa này của nó là nhựa mềm nhé, chứ không phải là nhựa cứng đâu. Cho nên là theo năm tháng cái dòng Audi nó rất là đẹp. Kể cả có đạp mũi giày vào nó cũng không để lại những vết xước. Về keo chỉ là cam kết với anh em là keo chỉ zin cả xe rồi. Đấy, tem mác Audi đây, tem mác chốt bản nề mọi thứ là nguyên khối nhá, rất là dày dặn luôn. Ghế da thì các bác nhìn từ năm 2012 đến giờ nhưng ghế da của Audi rất là đẹp. Con này thì có trang bị là 6 túi khí quanh xe. Đấy, số tự động là số tự động 6 cấp, có chế độ S đi chế độ thể thao nhá, và có phanh tay điện tử này, sạc USB 12V, hai khay đựng nước, và đây là có khay để đồ này. Đây là những lúm điều chỉnh điều hòa, và điều hòa của xe là auto hai vùng độc lập nhá. Đấy, và có cân bằng điện tử này.
có cân bằng điện tử. Đầu đài CD và xe lên được cái màn hình. Dòng này thì không có cửa lóc đâu, trần của nó trần nỉ nguyên bản. Đó. Hàng ghế phía sau đây, hàng ghế phía sau thì thực sự nó khó để mà ngồi ba người ngồi thì nó hơi vướng ở người ngồi ở giữa, bởi vì chiếc xe này là dẫn động bằng cầu sau cho nên ở phần này nó sẽ bị nhô lên một chút, cho nên là chân của người ngồi ở giữa nó hơi bị khó chịu một chút. Có cửa gió điều hòa phía sau xe, mặc dù chưa có cửa gió điều hòa độc lập đâu nhá. Đây, xe thì cũng rất là ok, ghế da xịn. Sàn chiếc của xe thì còn mới lắm, sàn nỉ, cam kết với anh em xe không lâm đụng ngập nước nhá. Đây, tắp ly này, các bạn nhìn cái chất tắp ly này, tươi giói luôn. Đấy, keo chỉ thì zin cả xe rồi. Mà lắp bình xăng đây, ấn vào phát nó sẽ nòi ra nhá. Đó, cốp là cốp mở điện. Ở trên này chúng ta có cái rèm để chúng ta để đồ nhẹ này. Đấy, đây là những cái sổ hướng dẫn sử dụng của hãng đây. Đây, phần dưới này thì có lốp sơ cua dự phòng nhá. Audi Q3 thì có lốp sơ cua dự phòng luôn. BMW X1 thì không có. Đây, toàn bộ những cái khung xương sắt xi là nguyên bản hết này. Khung xương sắt xi là nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ quấn lùng quanh xe là không mất một phân nào cả. Nguyên zin hết. Đó. Xe rất đẹp luôn anh em ạ. Giá chỉ có 405 triệu đồng mà bác nào thiện chí là liên hệ với em là giá nó còn bớt nhá. Ghế da đây. Đẹp chưa? Xịn chưa? Phần này thì nó là cái ghế ngồi cho người thứ ba ngồi giữa. Ngồi giữa này thì có thể là trẻ con thì ngồi thì hợp lý. Ba người lớn thì ngồi thì hơi chật. Táp ly thì tươi luôn, mới luôn. Không một vết xước. Đây các bác nhìn về tổng thành táp ly này. Không một vết xước. Keo chỉ là zin hết. Đóng mở cửa chắc nịch. Và con này máy 2.0, và nhấn mạnh với anh em là máy 2.0 nhưng mà máy chạy cực bốc. Cực bốc luôn nhá. Đây ghế chỉnh điện này. Cái ghế lái này, con này là được ngồi nhiều nhất. Thì nó chỉ có duy nhất cái điểm này nó hơi nhăn theo thời gian thôi, còn đâu là nâng niếc rồi là phần giữa này còn rất đẹp. Đấy, phanh tay điện tử có rồi nhá. Vô lăng có tích hợp giải trí đa phương tiện và Oro chạy được 11 vạn anh em ạ, 11 vạn. Em nổ máy lên nhá cho anh em cùng xem này. Máy nổ rất êm luôn. Bố tổng nó hạ kính điện. Và đây là gương chỉnh điện này. Chốt khóa mở cửa này. Và bố tổng nó hạ kính điện này nó là auto nhá. Auto 2 chiều lên và xuống. Nói chung là xét về tổng thành của chiếc xe này thì em thấy là nó vẫn còn rất là đẹp. Mặc dù xe đã trải qua là 11 năm sử dụng rồi. Đấy, nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy tổng thành xe này. Giá 405 triệu đồng. Đó. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Audi Q3 đời 2012 thì các bác alo ngay cho em nhé. Đây các bác nhìn cái giải đèn led này. Nùng quanh xe nó nào zin nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, không nâng độ gì cả. Đi vào ban đêm thì cực kỳ đẹp luôn. Màu trắng thì rất là nổi bật. Và màu trắng nó luôn luôn nhìn nó rất là sang. Đặc biệt nó lại gắn trên mình cái logo của Audi chuẩn luôn nữa, cho nên là nhìn nó rất là sang anh em ạ. Về động cơ của em nó thì máy 2.0 nhưng mà máy nó có turbo. Chính vì thế là nó đạp ga rất bốc luôn. Và máy của Audi các bác nhìn này, máy nó rất là nhỏ gọn và nhìn nó rất là đơn giản. Rất là dễ bảo trì bảo dưỡng luôn anh em ạ. Máy này. Máy nổ cực êm luôn nhá. Máy khô tét. Đấy, toàn bộ giằng bệ mọi thứ là nguyên zin hết. Sắt xi này. Nguyên bản hết này. Dòng này cabo là nó gập mép nhá. Đắn tinh đạ nó đóng đinh tán này. Nó không có chỉ đâu. Riêng dòng Audi cabo là các bác yên tâm là không có chỉ đâu nhá. À, tem mát đầy đủ hết luôn. Nói chung là máy chất. Số chất, gầm chất, xe không tai nạn đâm đụng ngập nước. Đấy, bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì alo ngay cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhá.
Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cảng bên em. Xin trân trọng cảm ơn. Và nhà em thì có nhận trao đổi xe, bác nào có xe mà muốn trao đổi thì cũng có thể liên hệ với em để cùng tính cái bài toán trao đổi xe nhé.